ta giữ được mạng đưa hai đứa cháu là con của em về với ông ngoại bà ngoại là điều đáng mừng. Cho nên á, mình làm người đàn bà đã có một đời chồng, mình kiếm một đời chồng thứ hai để mình dựa vào cái nơi nương tựa, nhưng mà không được thì thôi, chẳng thà một là bước thêm bước nữa phải kiếm một người thật là đàng hoàng, hai là ở dậy nuôi con. Dạ. Tuấn Anh có hiểu ý anh nói không? Dạ em hiểu anh. Ok. Thì bây giờ cái thằng của thằng quậy sẽ để cái lực pháp và giải quyết. Thằng của mình phải giữ cái mạng lại để lo cho hai đứa nhỏ. Dạ. Cho dù là mẹ con có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, bây giờ lỡ mà em nghỉ dạy, em đi uống thuốc trừ sâu, em mất đi rồi, rồi hai đứa nhỏ nó sẽ sống với ai đây? Nó sống với ai? Rồi chắc gì mà cái thằng quậy nó bước thêm bước nữa, mụ gì ghẻ ám ảnh đó có lo được cho hai đứa con của em không? Dạ. Đúng không? Dạ dạ. Mà anh nghe anh Thuận nói là em định đi làm công ty hả? Dạ em tạm thời em vô công ty anh. Chứ em làm ở ngoài thì giờ cũng chưa có điều kiện đó. Em tạm thời vô, trước mắt em vô công ty ngày nào đó. Anh thấy là bây giờ em có hai đứa con nhỏ. Dạ. Mà chuẩn bị, anh Thuận anh nói là em chuẩn bị cho tụi nó nhập trường đi học đúng không? Dạ. Rồi ai là người đưa rước để hai đứa nhỏ? Dạ em có em gái em hỗ trợ với anh trai anh em hỗ trợ cho em đưa rước. Chứ anh trai em gái em nói một mình chị thì chắc không sể hai đứa cháu nó còn đưa đi học ngày có thể là hai buổi á. Thì chị vô công ty rồi đâu có làm như mình vô công ty cũng phải đúng giờ mới về được, rồi có khi tăng ca đó, rồi có thể chị không làm một mình chị không sể thì chị cứ của tụi em ở đây chị hỗ trợ cho chị đừng có buồn, chị đừng có sợ gì hết, chị em trong nhà không à. Nhưng mà tại sao em muốn chọn cái nghề tự do của mình mà em phải chọn vô công ty, phải lệ thuộc vào công ty? Giờ em cũng không biết rồi, giờ như đi bán rau bán cải thì em thấy em cũng có dò chỗ, nhưng em thấy ở đây bán không có được được hiệu quả như mình mong muốn anh. Em sợ bán rồi kiếm vốn không còn, em cũng sợ nữa. Thì mà làm công ty, anh nghe nói có nhiều công ty có khi mấy tháng cũng đâu trả lương đâu, lấy gì xài. Em cũng có đi em gái làm ở trong công ty á, là nó cũng nó làm bên văn phòng bên cái toán lương bổng á, nó tính lương cho công nhân á anh, nó cũng được chứ không đến đổi như mình đi làm công nhân cái công ty khác. Như em nó cũng làm như trong người có chức có vụ á ở trong đó đó, thì em vô làm thì cũng không đến đổi như người khác. Thì nó kêu em gái em á kêu hỗ trợ thôi, giờ chị tạm thời đi làm công ty đi, chứ giờ đi ra ngoài thì cũng nắng nôi rồi buôn bán rồi biết có được hay không, giờ người ta buôn bán nhiều lắm, giờ không biết chị có buôn bán được hay không, thì cũng tạm thời đi làm công ty trước đi rồi hả, mà chị muốn làm gì nữa thì làm tính làm sao, em cũng tính nghĩ gì đó. Thì bữa anh có nghe anh Thuận ảnh kể cho anh nghe. Dạ. Là cái phía bên bà già chồng với anh chồng với chị chồng với chị em bạn dây dâu gì của em đó. Dạ. Mà sao họ đặt điều đặt thiện ra, họ nói là mục đích họ là họ sợ con họ, em họ rồi đi ở tù hay sao. Anh thấy nó vô tình vô lý quá, cho nên anh mới coi cái clip của anh Thuận Phạm, anh mới bất đồng, anh mới có cái chuyện là bức xúc là anh lên anh nói thôi. Dạ. Thì mọi việc bây giờ nó cũng qua rồi anh ơi, giờ em cũng không còn suy nghĩ, miễn ai bên chồng em có nói gì thì em cũng sẵn sàng giấy tờ em có cũng lên anh Thuận Phạm em cũng có nói, còn miễn mà bỏ qua thì em bỏ qua được á, thì miễn mà bên kia im thì thôi, bên chồng em im thôi, còn miễn mà muốn làm lớn chuyện thì nói chung là em cũng sẵn sàng em làm ra lẽ. Nhưng mà để tạm thời thôi, giờ để cho em đã về được rồi. Giờ lúc đầu tiên em cũng nói là đầu óc em không được gì, tới nhà không được bình thường luôn á. Rồi em nó sợ em bị bệnh á, rồi nó kêu đi được bệnh viện đi, chứ thấy chị cũng kỳ kỳ.
Mà tới giờ em cũng ổn định được đỡ rồi em mới đi làm. Chứ lúc đầu tiên em về em nói anh chứ em cũng giống như người mất trí vậy đó. Mà bây giờ anh nói cho em nghe nè, nếu công an Dạ. mà họ triệu tập em lên cơ quan chức năng, Dạ. em không có đệ đơn thư kiện nhưng mà em được quyền yêu cầu Dạ. với cơ sở chức năng, Dạ. viện kiểm soát, Dạ. chánh án, tòa án, Dạ. bây giờ tôi không muốn ông chồng tôi là ông tên Huệ, tôi không muốn ông đi ở tù, tôi không muốn vô trại giam, Dạ. vì con tôi tương lai nó sẽ bị mất mặt rồi, trong trường học của nó là ba của mày là tội phạm. Nhưng mà tôi chỉ có một cái điều kiện thôi, nêu nêu lên với tòa án, chánh án, viện kiểm soát cho ảnh mang một cái án treo. Cái án treo là gì em biết không? Cái án treo là tù lỏng á, Dạ. có nghĩa là sau này nếu tôi không còn ở với anh Huệ nữa mà anh bước thêm bước nữa mà anh có bạo hành với người phụ nữ khác thì án chồng em, Dạ. có nghĩa thay vì bây giờ đáng lẽ tao cho mày 4 năm tù giam Dạ. nhưng mà con vợ mày nó đề nghị là cho mày mang án treo, có nghĩa là được thả bổng về nhà, mà Dạ. nếu sau này mày có bạo hành với người phụ nữ khác thì 4 năm thành 8 năm, Dạ. không có cho thi hành án, có Dạ. nghĩa là mang án treo. Dạ. Cái án treo nó nguy hiểm hơn cái án mà đi gỡ lịch. Dạ. Cái án treo có nghĩa là bất cứ nó xảy ra một vụ gì, hoặc là ví dụ mà nó tìm cách nó hại em giữa đường hay là tới nhà em nó hành hung em thì nó án chồng em. Em có hiểu anh nói không? Dạ. Cái án À treo nó mới sợ chứ còn cái án mà án giam mà trong tù này nó không có sợ đâu. hổng hổng em về đây nè, cái bên xã á, bên xã cái chỗ em ở đó anh, cái cũng có gửi cái giấy mời qua bên xã em á, là em mới điện qua bên xã bên chỗ anh Huệ ở đó, cái em cũng có hỏi anh bên công an đó, rồi hỏi để giấy em. À, muốn kêu em về xã là bên kia thư kiện em hay bên chồng em thư kiện em hay gì, thì anh bên công an đó cũng nói là không có, cũng như hỏi em vậy chứ bây giờ chuyện của em với bên chồng em vậy đó, em có gửi đơn ra ra tòa không, rồi em muốn thưa hay không thì cho ảnh nói với bên huyện hay cấp trên về biết xử lý. Em cũng có trả lời em nói dạ không, không phải là em không mà khả năng em kiện hay là em không có bằng chứng hay là chứng cớ gì, em là em muốn bỏ qua là vì con của em thì thôi, chuyện gì thì thôi bỏ qua, em không muốn kiện tụng gì hết, nhưng mà miễn mà bên chồng em mà làm lớn chuyện gì đó rồi là em sẽ đi về đối chất hay là đi về, em muốn nói chuyện cho ai đúng ai sai chứ đâu có để mà hiếp em hoài vậy được. Thì anh bên công an xã cũng có nói ừ, thì em quyết định của em thôi, miễn em về xã thì điện cho anh một tiếng mà anh báo cáo là với bên huyện vậy đó. Em nói dạ, còn hỏi anh về em bây giờ không có kiện phải không, em nói dạ không, miễn mà bên chồng em mà làm lớn chuyện thì em lại làm đơn em kiện, mà em sẵn làm đơn gọi luôn á, nhưng mà em không có chưa có đưa ra tòa thôi. Em á, đúng ra đó là em là người nguyên đơn, Dạ. em là người chồng mình bạo hành với mình, Dạ. chứ ở bên chồng của em không có thể nào mà đứng nguyên đơn được, bên chồng của em không thể nào đứng nguyên đơn được. Em biết cái luật mà, ở đâu cũng có cái luật hết, một người bị hành hung thì phải đứng nguyên đơn, còn cái người hành hung là người bị nộp đơn thư kiện, có nghĩa là ông đó bạo hành đánh đập tôi này kia nọ. Em là người bên nguyên đơn, còn người kia bị đơn, đừng có để người ta cháo trở rồi người ta bên giật làm cho em tự nhiên là em bên là đi kiện, ở ngược là bị người ta kiện. Dạ Em đúng. có hiểu ý nói không? Dạ. Cái bữa anh công an cũng có hỏi em vậy đó. Em cũng có nói cái này là ảnh bên công an ảnh cũng có nói vậy, là cái này là ăn thua em muốn kiện hay không thôi, chứ bên kia là không có quyền, không có cái gì hết trơn, là em muốn kiện là em tự em gửi đơn em kiện là quyền lợi của em chứ không có mất quyền lợi của em. Bên kia là nói chung là em là bị người bị hại mà, chứ đâu phải là em là người
người bị em đánh người ta hay sao đâu, tại vì bên em là người bị hại, là anh công an cũng có giải thích cho em nghe vậy mà em không muốn đưa ra tòa. Thì bây giờ không phải em phải ra tòa đây nè, cái điều thứ nhất là cơ quan chức năng công an điều tra, đội cảnh sát hình sự nó sẽ muốn em nộp đơn để làm gì, để nó đệ đơn lên cho viện kiểm soát, viện kiểm soát mới chuyển cho chánh án tòa án. Dạ. Rồi lúc đó là chánh án tòa án đó, người đó mới có quyền quyết định, chứ công an không có quyền quyết định. Dạ. Công an không có thẩm quyền, công an chỉ lấy cái biên bản thôi, chứ công an không thẩm quyền. Dạ. Nếu mà chuyện kiểm soát với chánh án tòa án thẩm phán đồ mà đưa quyết định ra là giam thằng quậy này, thì bắt buộc thằng quậy này phải vô trại giam. Dạ. Nhưng mà em phải có đệ đơn, có nghĩa là bây giờ công an có mờ lên em có nói vậy nè, bây giờ em đệ đơn nhưng mà với tính cách là em không muốn ổng phải vô nhà giam mà ổng phải mang án tù treo. Dạ. Để làm gương cho những cái người đàn ông khác không có bạo hành. Dạ. Vì ổng có thể không ở với em nữa, nhưng ổng ở đàn bà khác, ổng sẽ cũng có cái hành vi đó nữa, thì tội cho những người phụ nữ giống như em. Dạ. Cái án treo nó nguy hiểm lắm, cái án treo là án chồng án mà. Dạ. Đó, tùy do nơi diện kiểm soát chánh án em quyết định. Dạ. Kêu 5, 3, 5, 4, 5 chuyện tùy. Nhưng mà em không muốn là ảnh mang án tù giam mà mang án tù treo. Dạ. Để em còn an tâm để đi làm lo cho con. Biết lâu chân ổng rình rập ở đâu, rồi cái ổng chém em, ổng cắt cổ em, rồi em chết bỏ hai đứa nhỏ lại sao, đúng không? Dạ. Cái án tù treo có nghĩa là nó cách ly đó. Dạ dạ dạ. Kêu cách ly. Dạ. Có nghĩa là từ nay trở đi mà con Thảo này nó xảy ra vụ án nào á, bị người ta làm thế này kia, tìm cách hại nó là thằng quậy làm không? Dạ dạ. Em biết cái án tù treo bên Mỹ là nặng lắm á nha. Dạ. Không có dễ đơn giản đâu á. Dạ anh nói bên Mỹ ha, anh Dũng. Bên Mỹ. Anh Dũng bên Mỹ hả? Bên Mỹ nói chuyện với giờ đó. Dạ hả? Cái tục treo bên Mỹ nó nặng lắm á. Dạ. Chứ không có đơn giản đâu. Thôi, chào, chào. Chào ba. Chào chú nha con. Cái tục treo bên Mỹ nó nặng lắm á. Em có tin đâu. Bữa hổm cái anh tâm sự với thận hoài à. Nếu như cái ngày mà cái thằng quậy mà nó bạo hành với em, là cái ngày đó nó ở trong tù rồi, chứ không có chờ nộp đơn gì trơn á. Dạ. Rồi cảnh sát được quyền đưa nó vô tù chứ, mà chỉ cần lại lấy cam kết là hai đứa nhỏ thôi, ba tôi quýnh mẹ tôi vậy là cảnh sát nó cộng đưa vô tù rồi. Dạ. Rồi chờ ngày á nó ra tòa, mà cho dù nó có mướn được trơn để mà nó được tại ngoại hầu tra đó, thì nó cũng phải ra tòa đối chứng với tòa. Thì lúc đó ông tòa ông mới kêu án nó là bao nhiêu lịch, bao nhiêu năm. Bên Mỹ là đâu có đơn giản giống bên Việt Nam đâu. Dạ. Việt Nam có chờ coi nào có đọc đơn thưa rồi mới đưa lên viện kiểm soát, rồi mới đưa chánh án tòa án, rồi mới kêu án rồi chi nọ đâu đó. Cảnh sát nó là chỉ có thi hành nhiệm vụ thôi. Mày mà phải đứng cách xa em á là 100 mét nha. Dạ. 99 mét nó gắn bị cọc đó. Dạ. Đó. Cảnh sát nó nói mày phải đứng xa con Thảo là đúng 100 mét nè. 99 mét mà con Thảo mà mày vô tình mày đi chợ mà gặp nó mà đạt đó, chứ mày dưới 100 mét là đang tới cọc á. Dạ. Chứ không phải đơn giản đâu. Dạ. Bên Mỹ mày sáng bọc tay người vợ không, người vợ gọi cảnh sát là bị vô tù rồi, nấu cạnh với mày quýnh một chiếc sơn gì thích làm vậy. Dạ. Tội mà quýnh con nít nó hành con trẻ em cũng bị vô tù. Dạ.
ngược đãi với con chó con mèo cũng bị vô tù. Khó lắm. Mà nhờ cái khó vậy cho nên ở đây nó không có làm loạn. Bên Mỹ nó không có làm loạn. Dạ. Nhậu xỉn kè với vợ với con, hút xì ke ma tí về rồi. Em trộm cắp, trộm bắt gà, bắt vịt rồi cắt cổ người ta. Mỹ không có tính. Mỹ nó không có làm ba chuyện đó. Cho nên là thôi, anh nghe anh Thuận anh nói em đi làm được thì anh chúc mừng cho em. Dạ. Nhưng mà cái gì anh đã hứa anh phải làm cho bằng được. Dạ. Nhưng mà anh cũng động viên em, em sống vì hai đứa nhỏ đi. Dạ dạ. Kệ, nếu mình hết duyên thì thôi, chia tay với quậy đi. Còn nếu phải còn duyên nữa thì bước thêm một bước nữa mà gặp cái người nào á, cho dù họ có nghèo chăng nữa mà họ có tấm lòng thương mẹ bé con, mình hãy bước thêm bước nữa. Thôi nơi em nghĩ giờ, em nghĩ giờ chắc em không có chồng nữa, nên tới giờ sau này tương lai sao em biết chứ, giờ giờ em sợ lắm nè. Em sợ rồi về có chồng mới nữa cái đâu có thương yêu e con em nữa đâu, giống như chồng hiện tại của em. Nó không biết đâu chừng anh Thuận Phạm anh quay lên YouTube này tự tập có những anh mà coi vợ bên nước ngoài thì cưới em lẫn em rồi lẫn em đi chỗ qua Mỹ sao ai biết. Nó không biết à, nó hữu duyên thiên lý năng tương bộ mà nó không biết. Nó hoàn cảnh mà người ta thương tâm mà là thương thiệt cũng có nữa. Dạ. Thương hại cũng thôi, cái chuyện là hữu duyên thiên lý đi. Dạ. Chứ mình không có nói trước được, nói trước bước không tới đâu. Dạ. Mình có nói trước. Dạ. Trong cái đời ai biết ông trời mấy tuổi đâu mà nói. Dạ. Thiệt à, em về đó em thấy giờ sao rồi, cuộc sống mẹ con ổn định chưa? Dạ em ổn định rồi anh. Mẹ con em về thì vui lắm, gia đình về tới bên gia đình em vui. Rồi anh em chị em thương, ai cũng thương em hết á. Nhà em được bao nhiêu anh em chị em? Dạ 6. À, là em thứ mấy? Em thứ 7, cũng như hồi đó là như là 8 lần á, nhưng mà 9 người là như bỏ 2 người với anh. Rồi lớn là mấy đứa. Em thứ 7. Thì giờ em là út. Dạ em còn 2 em gái nữa. Ồ. Rồi ba mẹ em còn không? Dạ còn. Mẹ em còn, ba em cũng còn luôn. Còn khỏe không? Dạ phải, ba em nay 76 rồi. À, còn mẹ em nay 68 67 gì á. À, mẹ coi như ba em. Coi như ba em lớn mà chỉ có 2 anh 2 tuổi. Dạ. À, ba em à, ba em ổng ổng còn mạnh, cũng như là ổng đi vòng vòng nhà được chứ làm thuê làm mướn thì ba em không có làm nổi. À, cũng mạnh khỏe, còn mẹ thì cũng bị nhức chân giò rồi gì đó, rồi bệnh khớp. Rồi đi tới luôn cũng hơi khó khăn. Rồi em để con em ở nhà thì mẹ em không biết thì sao đạp á. Rồi đâu có ai đưa con em đi học được. Rồi thôi em gái em mà nó hôi lên trên này đi, rồi tụi em hỗ trợ cho ở dưới nhà má, đâu có ai mà lo được đâu mà để cho má vậy, rồi cái giò má đi đứng cũng khó khăn nữa. Giờ như ở sớm đồ cũng điện cho anh Thẩm Thận á, rồi thấy cũng hâm he đồ nhiều quá đi, em cũng sợ. Không, thằng chồng của em bây giờ không lo mặt đối mặt lực pháp đi chứ ở mà hâm he, tại vì mấy người đang biết luật trả lại nó không, công an nó không nhận được đơn thư kiện của em. Dạ. Chứ nó nhận được, công an mà nhận được tờ đơn thư kiện của em thì cái chuyện đó là bên chồng của em không dám bịt lâu bịt lỗi à. Nhưng bởi vì em cũng sợ, thôi mình có con nhỏ em cũng sợ rồi, mà em có xảy ra chuyện gì thì con em không ai nuôi, em cũng sợ lắm. Thì thôi bây giờ nếu mà cảm thấy mà về sống gần gũi cha mẹ ruột, hai đứa nhỏ có ông ngoại bà ngoại lo là tốt nhất, là an tâm yên phận đi. Dạ. Rồi cái gì tới nó sẽ tới.
Dạ. Địa phương bổ sung cái gì em cứ làm, tại vì mình dặn thiệt mình không sợ lửa. Dạ dạ. Có sao mình nói vậy, mình đừng nói thêm nó bớt người ta. Dạ. Ví dụ có gì nói vậy. Để đây người ta làm biên bản mà. Ta chuyển lên viện nghiêm sót rồi tới tòa án là ta tự rồi. Tại có nhiều cái anh thấy nó nghịch đời quá. Thấy tại sao cái gia đình của thằng Quẩy là nó ngộ vậy ta. Một mặt bắt chồng kêu thôi giờ con nó không có duyên nợ thì không về gia đình con ở đi. Dạ. Một mặt thì bả lại đi đi view xấu em. Một mặt thì cái chị em bạn dâu thứ mấy đó, thứ ba, thứ bảy gì đó. Thứ ba. Đi chơi với người yêu, đi chơi với bồ. Đi qua nhà em thay đồ thay đạt đi chơi em giấu giếm mà bả bây giờ ngược lại, bả đi cắn ngược lại. Anh thấy nó quái dị quá. Đáng lẽ đúng ra đó, người trong gia đình phải khuyên lên thằng Quậy. Quậy à, em làm gì không đúng đâu. Nó cực khổ lắm. Nó không có mua gánh bán bần thiệt. Nó đi mò mò tôm bắt ốc hái rau về cho con nó ăn. Mà trong khi em về đó làm dâu mà em phải ở trong cái giường mít của người ta, trong khi mẹ chồng có nhà có cửa, tại sao em không được về nhà cửa mẹ chồng mà em phải ở trong giường mít. Em thấy nó hơi lạ cho đó, anh thấy hơi lạ cho đó. Thấy không? Dạ, tại vì mẹ em lớn tuổi với không ai ở được với mẹ em, cả gái ở không được nữa. À, sao em dâu ở được? Ủa? Nó con gái nó không phải là con gái là khi lấy chồng là nữ sanh ngoại tộc. Lấy chồng là xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử, nối dòng cho người ta. Con dâu mới nói, con dâu mới là nối dòng cho mình. Con dâu nó gần hơn là con gái ruột. Dạ. Mình nhớ nha. Dạ. Sai rồi đó. Tại ví dụ mà con dâu mình gả gả đi lấy chồng rồi thì nó nối dòng ở bên chồng nó. Còn con dâu là với em bây giờ lấy thằng Quậy thì em nối dòng cho ba má chồng của em chứ, đúng không? Dạ. Nhưng mẹ em ở đâu có nghĩ mẹ em đâu có nghĩ được như anh đâu có nghĩ là ừ, con dâu là con người ta. Nó không phải. Con dâu nó có yếu còn hơn cái ruột. Vì tại vì con dâu mình cưới nó về nối dòng cho mình, còn con gái mình lại đi nối dòng cho người ta. Dạ. Mà em cũng trong lương tâm của em tự suy nghĩ em cũng rất là thương mẹ chồng em lắm. Em thương mẹ em lắm nhưng mà mẹ em thì ba không hiểu cho em. Chứ em về đó là em rất là thương mẹ em. Có cái gì ngon lạ em cũng kêu chồng em đem cho mẹ ăn. Mẹ nào cũng là mẹ, giờ có mẹ cũng có anh. Em rất là thương mẹ chồng em lắm. Nhưng mà mẹ chồng em không hiểu cho em thì mẹ em nói với em gì nói chứ. Em chơi bẩn bây giờ chứ em không có giận mẹ em luôn. Em không có giận mẹ chồng em luôn. Nói chung mẹ cũng lớn tuổi rồi, mẹ nói gì mẹ nói. Mà với chồng em là em rất hận, em rất giận. Chứ bên mẹ chồng em là em không có giận. Mà anh hỏi thiệt em nha. Dạ. Sẵn cái clip này anh Thượng Phạm anh hỏi thiệt nha. Dạ. Cái uống bia uống rượu của thằng Quậy ra nó còn cái chứng tật xấu nào nữa? Mà anh có rượu vô thì anh như người mất lý trí gì đó, không có. Đi vô, về có rượu vô là anh cứ về trong nhà. Em nói anh đập hết, không có cái gì để hết trơn á. Anh đập rồi xong là anh quýnh em thì anh đập đầu. Vậy đó, anh không có không có cái gì mà để cho vợ con xài hết trơn. Anh là vậy, xấu là vậy đó. Anh quýnh em dữ lắm, quýnh rồi xong mà đem đồ ra đập. Mà em có cái gì thì nói chung là anh đập hết, không có cái. Em nói không có cái chén ăn cơm luôn á. Bị dễ lắm, không có chén ăn cơm thì ta coi chỗ nào bán dừa khô người ta cưa làm đôi cái nạo dừa trong cưa làm đôi ra mỗi người chén. Khỏi đập luôn. Ảnh đập hết chén luôn, cái ảnh đũa, cái ảnh cũng ôm cái đũa mà anh biết ảnh bẻ mà anh có rượu vô cái mạnh á, cái ảnh bẻ một hai ba đôi một lần vậy đó, cái ảnh bẻ hết đi, cái em đâu có thèm mua, em để vậy đó. Cái sao cái ảnh đi nhậu về, cái ảnh dẫn bạn về nhà, ba người bạn về nhà. Về nhà cái anh kêu em dọn đồ mồi ra, dọn chén đồ ra, em đâu có còn cái chén nào. Em lấy cái nồi đó, em để xuống. Cái ảnh nói sao, ông nói với bạn bè ảnh là sao, trời ơi hả, con gái thì nó làm bể hết trơn.
Em đứng em nói luôn đó, anh nhậu về anh đạp hết trơn, còn có cái nào đâu mà anh kêu về nhà, bạn anh lại nhà anh kêu dọn chén, còn cái nào đâu nữa dọn. Em lấy cái nồi với cái thau nhỏ nhỏ em để xuống, chứ còn cái dĩa đó anh xuống anh nhậu đi. Em có cái gì mà để mà ghen? Thì ảnh vậy đó, ảnh ghen là ảnh ghen bậy chứ không phải mà ảnh ghen đúng đâu. Yêu cầu mà em mà ảnh về không thấy em thôi, mà em đặt vụ em ngồi dưới mé sông hay là em xách nước, em tưới rau gì hết, ảnh không thấy em chạy vô nhà, anh thấy em là anh chạy có dù á đi kiếm, là em chưa kịp lên tới nhà nữa là ảnh đi kiếm vô vòng một quận không thấy em, cái ảnh vô trong ruộng rồi đó, anh kiếm vòng không thấy em cái đầu ảnh quanh về đó, là ảnh quanh về rồi ảnh thấy em dưới sông, em lên cái là anh quýnh nắm đầu em quýnh đó. Ông nói nãy giờ em làm gì em trốn ở đâu vậy đó, quýnh mà dạng như quýnh vô cớ, quýnh vợ mà không biết lỗi gì hết trơn, rồi anh có rượu vô anh quýnh, nhầm lúc anh quýnh nhiều lần mà cạn như anh không, mình không biết cái lý do gì mà để mình bị quýnh hết trơn vậy đó. Rồi em cũng suy nghĩ nè, thôi mình thương chồng bây giờ mình lỡ lời rồi, mình em cũng gắng chịu đựng vì con, rồi mình phải thuyết phục anh từ từ coi anh có suy nghĩ rồi anh có bỏ rồi bớt không. Nhưng mà em chịu đựng hoài, cái thời gian nó kéo dài hoài mà anh không bỏ được. Em thấy em chịu đựng càng nhiều thì em bị quýnh càng nhiều. Có giới hạn đó Thảo. Dạ. Sức chịu đựng con người có cái. Con chó mà quýnh quá lùi vào đường cùng nó sẽ cắn thì nó tẩu thoát. Đừng có nói với con người. Nhưng mà anh thấy tại sao cái thằng này nó vô tình vô lý mà nó đi quýnh vợ nó, trong khi vợ nó đâu phải là chưng diện vẽ lông mày gắn lông mi giả hay là phấn son hay là sơn móng tay móng chân tay lắm chân bùng mà đi ghen ghen cái gì, có gì ghen hả, có gì để ghen, hay là nó không có mấy gì thích con trai duyên của em rồi nó dằn vặt em? Cái này thì em nói anh nghe, cũng do là một phần đó là trong gia đình bên bên mẹ em á, thì mẹ em cũng dặn mẹ em không thích em đó, rồi cái mỗi là anh có rượu á thì không có rượu thì cái mẹ nói chanh nói giấm nói chung là nói về em vậy đó, rồi em là nói lớn tuổi hơn mày, rồi không cha không mẹ, rồi vô cư, rồi nói xấu xa, mình nó không được đẹp, nó không được đẹp. Nếu mà nó không cha không mẹ tại sao giờ em về em có cha có mẹ? Mẹ em đó, em chửi em vậy không đó, chửi rồi nói em là vô cư, không cha không mẹ, rồi vì dân tù tội, rồi bán thì ke ma tí, rồi vậy đó, rồi cái đứa ảnh vậy đó, rồi cái mẹ cứ nói vô nó ra hoài cái những lời mẹ nói á, rồi cái ảnh mỗi lần ảnh có rượu vô cái ảnh cũng dạng như nhớ lại cái chuyện đó, cái ảnh hành hạ em, rồi cái ảnh quýnh đập em chứ. Theo như anh biết là thằng quậy nó bị tác động trong gia đình nó nhiều quá. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi đó, em nói anh nói vậy là chính xác đó. Rồi nói mày là con trai. À, mày là con trai út mà mày đi cứ ưng nhỏ có con, rồi mày thêm đứa con gái con mày nữa, rồi mày sao nó dỗ nó vòng, rồi anh em thì không có ai có con trai hết, rồi muốn là kêu bỏ em đi để mà mẹ ảnh cưới vợ khác cho ảnh, cưới con gái đàng hoàng không có có đứa con nào hết này kia, rồi ảnh kiểu như làm mà cái anh chán nản, rồi cái xong cái ảnh đi ăn đi nhậu với người này người kia, đi về cái ảnh còn nói với em á, trời ơi thấy vợ thằng kia nó đẹp mà nó nhỏ xíu tuổi mà nó nhỏ đẹp, ảnh cũng hành hạ em những lời nói đó. Em mới nói thì bây giờ anh thích vợ nữa thì anh cứ cưới đi em, anh chia tay với có gì đâu mà anh về cứ nói chanh nói giấm hoài vậy. Nếu bà già chồng của em mà nếu mà cưới được thì đâu có tới tay em đâu. Nói chung là ảnh cũng nhiều về vợ lắm chứ không phải là không có, nhưng mà ảnh không có con thì nó không có con thì đúng, tại vì ảnh cũng nhiều cái đời vợ qua bên nhà ảnh ở rồi, không có người nào ở được chân, chỉ vô được vài tháng, 2-3 tháng, 3-4 tháng nhiều lắm là 6 tháng thôi chứ không ai được năm nữa. Còn em là nhiều nhất, 4 đứa con riêng nha. Dạ. Một đứa giống như được em một đứa đâu. Dạ anh đang lấy chị, 4 đứa con riêng à. Dạ.
Thì nhưng mà bên Mỹ nó không phân biệt là có con không có con. dạ Còn cái lối sống của những người lớn tuổi, cao tuổi Việt Nam là cái hủ lậu, lạc hậu, dạ có nghĩa là muốn cưới dâu mày còn con gái. dạ Bên Mỹ này còn con gái không còn gái không quan trọng, cái quan trọng là ăn đời ở kiếp với nhau kìa, để như đúng không? dạ như bên ra bên bên mẹ chồng em thôi nha, chứ em không có nói bên gia đình ai. Mẹ chồng em là phải là cứ con mẹ phải là con trai nè, rồi phải cứ phải đưa con gái nè, phải danh giá nè, phải đẹp, phải trẻ, phải giàu mẹ mới chịu. Cỡ thằng quậy bây giờ em nghĩ nó lấy được con gái không? Cỡ quậy bây giờ lấy được nhỏ nhà giàu, nhà giàu ai mà lủi vô ông quậy hả? Con gái ra mình ngu mà lủi vô nó hả? Ông nội là sao mà mệt ông quá đi. Ông sáng xỉn chiều say là bố bảo tôi dám lấy, đúng không? Dạ, rồi phải nghe lời mẹ, phải ngoan, mẹ nói bây giờ phải nói đâu ngồi đó, không được cãi, đúng sai gì không được cãi, nói chung đúng sai thì giờ không cãi thì cũng cho đi, nhưng mà cái diện mà lấy theo ý mẹ thì chắc có thể là, mà em cũng nói luôn mà ngay chỗ ở bên cái chỗ anh quậy ở xã ở huyện ha, mà bây giờ mà thà là cái chị nào ở cô nào ở xa không biết gia đình của anh quậy thì mới dám ưng anh quậy, chứ chứ mà nói ở đó là nói chung là nói đến gia đình anh quậy ai đều ai cũng sợ hết. Mà lúc em về đó đó anh, cái em lấy anh quậy đó cái nhầm mấy cô mấy chú đồ nói nè, trời ơi tại vì con ở xa con mới lấy anh quậy, chứ ở đây là nói chung là không ai dám lấy anh quậy đâu đó, thì em mới biết chứ đó giờ em đâu có biết. Cái thời buổi bây giờ á, anh nói ở đây có Thuận nó nghe luôn, thời buổi bây giờ là 4.0, 5.0 rồi. Cái lối mà hủ lậu với lạc hậu nó không còn phong kiến nữa đâu, dẹp nó qua đi. Thời buổi bây giờ hồi xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chứ giờ con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Không còn có lối lạc hậu, cũ lưu sĩ đâu, vượt qua đi. Mà giả lại anh thấy em về đó em làm dâu chứ em có nương náu gì bên chồng đâu, em cũng tự bỏ mồ hôi nước mắt cô ra để em đi nạo vét, em đi bắt ốc mò tôm, em lo cho mấy đứa nhỏ rồi phục vụ cho thằng quậy chứ em đâu có xin xỏ với mẹ chồng, đúng không? Dạ đúng rồi, mẹ em nói là mẹ em thương em, chị em thương em lắm, rồi ai cũng thương em á, chị hai chỉ nói là Thảo ơi ai nhà đình ai cũng thương em hết, mà thấy em khổ vậy em có quần áo bạn có ai mua cho em bộ đồ nào đâu, mà nó nói thương em gì. Bà nội thì nói thương cháu rồi bắt cháu lại, hỏi bà nội chứ cháu nay 5 tuổi rồi bà nội có mua được cho Tết có mua được cho cháu được bộ đồ nào đâu, mà nó nói lên là nói tốt. Em khẳng định là bà nội chưa tới cháu này 5 tuổi chưa mua được cho cháu bộ đồ nào được 20.000 10.000 chưa bao giờ có, mà ai cũng nói thương con cháu dữ lắm, thương em dữ lắm. Bây giờ anh hỏi em Dạ nè, anh Thuận anh thăm gia đình em á, Dạ anh có nói anh tám mới gửi về cho em nhiêu tiền chưa? Dạ chưa, em không biết, anh không có nói. Là anh muốn mua cho em một chiếc xe Honda, Dạ mà em cái khả năng giúp cho em chỉ có trong phạm vi là 200 đô, là khoảng 4 triệu 6 mà thôi. Dạ Tùy tùy, biết đâu chừng người ta lên trên YouTube của anh Thượng Phạm Dạ động lòng tới từng quân thì mỗi người phụ tay chân vô, có Dạ thể là được khá xíu thì em mua chiếc xe ngon chút xíu em đi Dạ làm phương tiện Dạ đó. Còn anh chị thì giúp cho em chỉ có phạm vi 200 đô thôi. Dạ Dạ em rất là cảm Tội. ơn anh chị. Nhưng mà anh nói với Thượng Phạm á, Dạ anh đang sắp xếp anh gửi, tại vì một lần anh gửi về làm từ thiện không phải một chỗ đâu, Dạ nhiều chỗ lắm, Dạ anh gửi về tới Cà Mau luôn mà. Dạ Còn em Vĩnh Long mà ăn thua gì Cà Mau, Dạ
đúng không? Anh quê anh Thì với chị quê đâu anh? gốc của anh á, gốc nội với chị ở Bình Dương, gốc ngoại là ở Biên Hòa. Dạ. Nhưng mà anh là dân Tứ Xuyên mà, chỗ nào anh không biết. Dạ. Hồi lúc anh còn trẻ anh quậy lắm á, anh quậy không cửa nào với anh không. Dạ. Nhưng mà anh quậy anh không anh quậy mà anh không gây thương thương tích gì cho ai hết á. Dạ. Quậy đây là có nghĩa là anh đi tứ phương nên làm ăn, chứ không phải quậy mà kiểu mà ăn nhậu mà đi đánh đập người ta. Dạ dạ. Bộ bên anh là trên dưới 50 đứa mà. Trời ơi, dữ vậy hả? Giờ còn nữa không? Còn nữa không? Giờ còn nữa không? Bây giờ già đâu có ai thèm nữa đâu, trời đi đá vậy cái té chết mồ luôn mà. Làm gì con. Hồi lúc anh trẻ, lúc anh 18 tuổi trời. Nói thiệt á, anh không có ghẹo gái. Nhưng mà anh nói ra tự người ta thích mình vậy thôi. Dạ. Chứ anh không có ghẹo. Dạ. Anh không có chọc mà anh đánh đập với ai, anh có vũ phu. Dạ dạ. Cho nên mà anh gặp cái hoàn cảnh nào mà bị đàn ông mà bạo lực vũ phu đàn bà là anh cảm thấy anh bất mãn lắm. Dạ. Cảm thấy mình thương được thì mình thương, không được thì đường ai nấy đi. Dạ. Trả tự do cho nhau đi. Chứ giờ mình ở mà miễn cưỡng mà cứ tối ngày cứ chán tạc chán thù không ở làm gì, có hạnh phúc đâu mà ở. Dạ. Đúng không? Dạ. Mà tại sao nó ở với em con? Một đứa con chung với một đứa con riêng mà nó lại phân biệt chủng tộc, đúng không? Dạ. Tại vì cái tư tưởng của nó không có đứng vững lập trường, nó không đứng vững lập trường, nó chỉ biết nghe lời mẹ, nghe lời gia đình của nó, rồi nó ngược đãi, nó hát hủi, nó đánh đập đó, nó bạo hành với em thôi. Chứ thật sự nếu mà nó có đứng vững lập trường thì không thể nào lay động được. Dạ dạ đúng rồi. Anh chị em của anh là nói mày hết chỗ lấy, mày thôi vợ ba con, mày quất vợ bốn con hả? Mày thôi vợ ba con chung mà cái quất vợ bốn cái đứa con riêng, cái chuyện là hạnh phúc của em biết em phải làm gì. Còn thằng quẩy này nó không đứng vững lập trường. Dạ. Mẹ nó sao mày nghe vậy? Tao thấy bữa nay sao nó ăn mặc sao đẹp đẽ quá mày, về cái nó kiếm chuyện. Dạ. Nè, thấy nông đi một tô tôm bắt ốc, cái nó về nó kiếm chuyện. Mẹ nó đứng không vững lập trường. Dạ. Chứ còn anh Tám không có đâu, không có ai làm cho anh lay động. Anh đã chấp nhận lấy chị Tám rồi. Anh biết quá khứ đời tư của chị có bốn đứa con riêng. Chấp nhận thương mẹ bé con, chứ không phải được mẹ rồi, không phải được mẹ rồi buông con xuống. Ok, không có chơi cái quay đâu. Hồi xưa thằng quậy không biết em có một đứa chồng, một đứa con. Dạ. Nhưng mà nó chấp nhận thương mẹ bé con, cái nó được mẹ rồi, cái giờ nó giục con anh xuống đó. Đúng không? Dạ. Má khủi con trai, con của chồng trước của em, nó làm vậy con nít là vô tội. Con nít nó đâu có tội, tội là người lớn tạo ra nó. Con nít nó đâu có tội tình gì đâu. Dạ. À, nó như tờ giấy trắng mà. Em cũng em khuyên ảnh, vợ chồng em cũng khuyên ảnh hoài, em nói anh gán thương pin đi. Thì nữa con pin nó thương lại anh, nó suy nghĩ nó cha nó ruột nó mà không thương nó không biết. Mà trời cha ghẻ thương con nhiều vậy thì anh có gán đi thương nó thương anh à, chứ anh đừng nghĩ nó thôi. Lá cụm cũng giờ cậu gì đó chưa chắc gì đâu, tao còn chưa tin tưởng tao, nó lấy gì tao tin tưởng con mày. Đây là anh nói cho em nghe nè, Thuận đang quay phim. Dạ. Thuận cũng nghe anh Tám nói nè, em cũng lắng nghe anh Tám nói nè. Cái gì cũng vậy, mình thương nó mới thương lại mình. Dạ. Tại sao bà già xưa nói câu sao, không sanh có dưỡng, sanh dưỡng đạo đồng, cho là cha ghẻ mẹ ghẻ. Nhưng mà không sanh mà có dưỡng, sanh dưỡng đạo đồng, nó bằng như là cha mẹ ruột vậy. Dạ. Mình phải gạt bỏ hết những cái tư tưởng, tư duy mà phân biệt là con anh, con em, là con chúng mình. Dạ. Chứ em chưa thấy là con anh, con em nó muốn con chúng ta. À đó. Dạ.
nữa. Thì dù em có đời, con đời vợ, con đứa con, đứa con còn nữa, cái hai đứa kia là quýnh đứa này. Nhưng mà không sanh có dưỡng, sanh sống là mình phải đặt cái tư tưởng, cái tình thương mình dành cho đứa trẻ, tuy là nó mồ côi cha nhưng mà nó có tình thương của người cha, cha dưỡng hay cha ghẻ gì đó. Nó còn quý hơn là người cha ruột của nó. Vì sao? Người cha ruột tạo nó và bỏ nó bơ vơ để chỉ người cha cha dưỡng phải nuôi nó. Nó còn quý hơn nữa, tại mình dành tình thương cho nó. Thì bây giờ anh khuyên Thận nghe là Thận, em đại diện cho anh nha. Anh nói anh giúp cho bé Thảo, cái khả năng của anh trong phạm vi có 200 đô. Cố gắng liệu cơm gấp mắm đi, hoặc là có những người nào mạnh thường quân giúp đỡ cho con bé Thảo thêm được thì mua xe ngon ngon xíu để làm phương tiện đi lại. Đó. Rồi á, anh cũng sẵn dịp ra trên cái kinh của Thượng Phạm, anh cũng nói với các anh chị em cộng đồng mạng mạnh thường quân, anh chị mỗi người một tay một chân, của ít lòng nhiều, cho dù là trong nước hay ngoài nước. Chứ còn tôi là tôi ở xa xứ, nửa dòng trái đất rồi, nhưng mà tôi vẫn bao giờ cũng hướng về quê hương Việt Nam đó. Mình người Việt mà, có tay tên đổi họ bằng tiếng Mỹ nhau, có nhộm tóc hay lá cũng là người Việt Nam. Em nó không có xin xỏ, không có đòi hỏi về mình, tùy lòng hảo tâm giúp, tùy vợ chồng tôi khả năng giúp vậy đó. Anh chị cảm thấy có một cái tình thương nào dành cho em nó, một sự ưu đãi nào đó giúp cho em nó có một phương tiện đi làm đủ rồi, chị em nó cũng không có xin xỏ gì mình đâu. Nó đâu có kêu bắt cắt nhà lầu, nhà tường, nhà to gì đâu. Nó cũng đâu có xin làm vốn làm ăn gì đâu. Đó là cái lời kêu gọi của tôi đại diện cho các anh chị em cộng đồng mạng cũng như là mạnh thường quân. Tôi là tiên phong đi đầu. Rồi em có cái gì, em có câu hỏi về hỏi anh không Thần? Sao anh? Em có cái câu hỏi gì đặt để hỏi anh không? Để anh giải đáp trước khi anh dừng cái clip này. Dạ, những gì nói anh nói hết rồi, em với em Thảo sẵn sàng lắng nghe anh. Cảm ơn anh cũng có cái lời động viên tất cả quý nhà hảo tâm để giúp đỡ em Thảo đó. Thì em cũng cố gắng hết mình, nếu nhận được thêm nữa thì em sẽ kết hợp với anh để giúp đỡ cho em Thảo có cái phương tiện để đi làm kiếm sống đó anh. Rồi, trước khi anh dừng cái clip này, anh cũng nói với các anh chị em cộng đồng mạng cũng như mạnh thường quân trong nước ngoài nước, những người làm YouTube mà có cái tâm, có cái tầm thì các anh chị em cứ đăng ký với comment vô để ủng hộ cho em cháu nó làm YouTube, nó được cái số điểm cao để nó ăn tiền YouTube, chứ nó không có lấy tiền bất cứ nào của mạnh thường quân hết. Các anh chị là nhớ là cộng cái những người nhịp cầu nối của YouTube, nó chỉ là đại diện cho mạnh thường quân, chứ nó không có dám ăn xén ăn bớt nào tiền cho mình, đừng bao giờ hiểu lầm. Nhưng mà có những cái kinh á thì nó câu view online thì anh không biết. Nhưng mà những cái kinh mà đi sâu đi sát thật sự đó thì anh chị em cũng nên ủng hộ mấy em mấy cháu nó để nó có số điểm cao để nó lấy được tiền YouTube hàng tháng, đúng không Trần Phạm? Dạ, cảm ơn anh nhiều. Đó thì anh sẽ ủng hộ. Anh nói thiệt, anh nói anh làm là anh phải làm. Ngày mai anh có qua đời thì bữa nay anh biết là ngày mai qua đời, bữa nay anh có làm trọn vẹn. Vì anh sợ mắc nợ lắm. Nghe không Thảo? Dạ.
sợ mắc nợ lắm. Biết sao? Người sống trả nợ còn hết chứ người người mất đi rồi trả nợ không hết. Dạ. Đó. Thì thôi em cố gắng, anh khuyên em lần cuối cùng. Dạ. Phấn trắng, phấn đấu. Dương lên. Sống vì hai đứa bé, sống vì cha với mẹ mình đi. Không có chỗ nào bằng cha với mẹ ruột của mình hết. Còn đối với hai đứa con mình không có tình thương nào bằng tình thương mẫu tử. Dạ. Vậy em cũng cảm ơn anh chị đã cũng ủng hộ cho em. Chị em rất là cảm ơn anh chị. Thì em cũng hứa với anh chị là em cũng cố gắng em làm, em vươn lên để em lo cho các con của em. Em rất là cảm ơn anh. Anh nói cho em nghe nè, cha mẹ mắc khó kiếm chứ đạo vợ với chồng không thiếu chi nơi á. Dạ. Không được, này lấy thằng khác. Dạ dạ đúng anh. Biết đâu chừng trả nợ thằng này 6 năm mà gặp thằng khác nó mắc nợ mình lại 20 năm sao? Dạ. Không biết được. Dạ. Đúng không? Dạ. Cha mẹ mắc mình khó kiếm lắm. Cho nên tại sao ông bà chữa con cầu sao? Đêm đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Tu sao không bằng tu nhà thờ cha kính mẹ hay là đi tu. Dạ. Đi tu Phật không có nhờ, Phật nhờ trong tấm lòng đành có Phật. Dạ. Không có đạo nào qua nỗi đạo tâm. Dạ. Đó, ráng cố gắng vượt qua. Đừng có gì một tình cảm cá nhân riêng tư. Đừng có gì người ta xuống nước rồi mình mình siêu lòng rồi mình trở lại rồi mình bị dằn dằn đánh đập nữa. Thôi đi dẹp đi. Đủ dạ, rồi, dạ. Trả nợ như đủ rồi. Dạ. Hiểu hiểu anh nói không? Dạ em hiểu anh. Đó, đủ rồi. Dạ. Thôi đủ rồi. Coi như là trả nợ cho ông. Dạ. Nếu mà đủ. Dạ. Anh thử nói. Rồi ok vậy ha anh. Bây giờ thì chúc anh ngủ ngon ha. Ok ok Thuận. Dạ rồi. Cảm ơn. Nếu mà nhận được tiền thì em cứ chuyển giùm cho bé Thảo cho anh nha. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi, em sẽ báo liền cho anh yên tâm. Dạ. Dạ rồi, chúc anh. Nếu như bây giờ sau cái clip này mà em muốn nói chuyện riêng với anh thì em cứ gọi ngược lại anh nói chuyện, anh em mình trao dồi với nhau cũng được. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều. Dạ, chúc sức khỏe anh nhiều ha. Ok. Rồi, chúc anh ngủ okay, ngon. Rồi, rồi, rồi. Rồi anh bye nha. Rồi, Thảo dạ, chào dạ, anh. Dạ, em chào anh. Rồi, rồi. Bắt Thảo. Dạ.